Và ngay từ bây giờ, chích đoạn cải lương, người vợ cuối cùng xin phép được bắt đầu. Khoan chị ơi, khoan. 4 tập mà em không có thoại thì tập này em có thoại để có. Em dừng chuẩn bị. Tập này là đứa nào cũng có thoại. Wow, vậy hả? Chắc chắn một câu luôn. Em thay đồ liền, đợi xíu nha. Ít em lắm không? Là một câu. Có em luôn không? Có em hết tất cả. Người thay thế. Có má, có ghế má, ghế đó, cái cổ đó, đúng rồi. Rồi, ok. Rồi, người vợ cuối cùng xin phép được bắt đầu. Và ngày xưa, có một ông quan, quan to đùng, tại bên nước bạn, chứ quả khi chỉ mẹ phủ. Ê, cái con kia đi vô má, đi vô, trời ơi, đi vô, đưa để cái ghế đó đi. Rồi, để cái ghế đây, con này sao nó chẳng. Rồi, ok, ông vua. Rồi, không lấy cái mi má, trời ơi, ông vua gì khờ dữ vậy. Ông vua gì ngu dữ vậy trời. Chửi chồng em. Rồi, ông vua mới lại ngồi. Ha ha, ngày hôm nay không ngồi ghế cao kìa em. Rồi. Rồi, ok. Hôm nay tất cả người vợ đẹp yêu quý của ta đâu rồi? Ha ha, hôm nay tất cả người đẹp yêu quý của ta đâu rồi? Má này nó lồng phim giống như lồng phim tiếng phim hoạt hình quá chị trời. Rồi, lúc này có một cô gái xuất hiện, Tâm Thảo. Đây, Tâm Thảo mới chắp tay lại cúi đầu chào. Mày ném qua một bên. Ném qua một bên với vua. Đây là với ông quan. Tại vì không má mới xích ra, má nụ tị má ơi. Má nụ tị rồi má đua đội đi xích qua. Đứng qua hầu rồi. Rồi, đứng qua một bên lượn. Con này câu giờ là do mày á. Chán ghê vô duyên dễ sợ. Rồi, lúc này có một cô gái kế bên hàng xóm xuất hiện. Hoa hậu Miriam. Rồi, cô gái này được mệnh danh là cô gái bắt ma, được nhà quan yêu cầu đi đến. Rồi cúi đầu chào quan một cái, bà nói con má đi chửi gì vô xã giao người ta vậy mà. Rồi ok, cúi đầu chào khán giả một cái, rồi chào vua một cái, vua mới nói lời chào em. Chào em. Rồi cô gái tình cờ lén lén mắc cỡ ngại ngùng bước vô trong hết dài. Đi vô được rồi, một lát tôi cho ra cho. Rồi lúc này vua nói hỡi nô tỳ, hỡi nô tỳ, những người vợ yêu quý đẹp của ta đâu rồi? Những người vợ yêu quý đẹp của ta đâu rồi? Hôm nay ta rất là buồn, hôm nay ta rất là buồn, ta muốn những người vợ của ta ra đây hát cho ta nghe một bài. Dài quá vậy. Ta muốn người vợ của người ta ra đây hát. Ta muốn những người vợ của ta ra đây hát cho ta nghe một bài. Người vợ đầu tiên xuất hiện, Minh Trung. Cúi đầu chào khán giả, cúi đầu chào chồng yêu của mình. Rồi nhà vua mới nói hỡi người vợ câm của ta, hỡi người vợ câm của ta, ngồi xuống đi em, ngồi xuống đi em. Đây là bà vợ lớn nha. Rồi bây giờ lúc này bà vợ nhì mới xuất hiện, Hồ Tiểu Di. Rồi Hồ Tiểu Di cúi đầu chào hoàng thượng, chào vua, chào quan. Rồi ok, chào bà lớn. Chào bà lớn bên đây nè má. Rồi khép nếp ngồi cái khép nếp ngồi kế bên. Khép nếp ngồi kế bên. Rồi ngồi xuống. Rồi cuối cùng bà vợ ba xuất hiện, Lan Đầu Phòng. Bà vợ ba mới đứng ngồi kế bên vua. Ở lục kế bên quan. Ngồi kế bên quan. Rồi cho tổng cộng gia đình một tràng vỗ tay lớn luôn quý vị. Rồi lúc này nhà vua mới nói hỡi em yêu. Với em nào? Nhìn Lan á, nhìn Lan. Hỡi em yêu. Rồi Lan mới nói nhõng nhẽo, cái gì vậy anh? Có cái gì vậy? Dù mới nói hôm nay trời trăng thanh gió mát. Hôm nay trời trăng thanh gió mát. Nhìn vợ xinh đẹp quá. Nhìn vợ ta nổi da gà. Bà nói xinh đẹp quá. Nhìn vợ xinh đẹp quá. Hãy cho ta hôn một cái. Cái gì? Cái này nó có trong câu thoại không vậy? Có. Phải cái này nè. Cái câu mà nói, bà vừa nói cái câu thoại xong cái ông nói trời ơi. Chưa, cái đó là không có nói cho mình rồi. Ok. Hãy cho ta hôn một cái. Hãy cho ta. Cái từ hôn khó lắm hả ba? Hãy cho ta hôn một cái. Cho chạy vô tay quý vị. Lúc này bà vợ lớn, vợ lớn nhí nha nhí nhảnh nhảy tưng tưng,
Rồi, bà vợ lớn nhảy tưng tưng. Cho em hôn chế, cho em hôn chế. Má ơi, má, má bị câm. Má chạy nhảy tưng tưng thôi. Má ơi. Trời ơi. Ra dấu. Rồi chỉ vô cái mặt. Rồi lúc này. Nói nghe nè. Lúc này có một diễn viên lạ xuất hiện. Một công chúa bước từ bức tranh bước ra. Bước ra, từ bức tranh bước ra, từ bức tranh bước ra. Cho chạy vô tay quý vị. Rồi công chúa chào khán giả. Rồi đi vô bên trong hết dài. Đi vô đi má ơi, má ra màu tí xíu thôi hả? Rồi ok. Đó, vậy đó. Rồi ok. Lúc này. Trời ơi, che diễn bà viên đó trời. Đi vô, trời ơi. Rồi, bà vợ câm. Đi nhà vua nói, em qua đây ngồi với anh. Em qua đây ngồi với anh. Lúc này, quá ngồi. Ê, ê. Bà nội, mày coi phim Nhật hả bà nội? Ngồi xuống đàng hoàng con quỷ. Cho chạy vô tay quá vậy. Mất dạy dễ sợ. Rồi, lúc này bà vợ lớn. Sao anh không hôn em đi? Sao anh không hôn em đi? Rồi, ông quan lớn mới hôn một cái. Em nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại. Rồi, khúc này. Đi vô, thôi thôi đi vô. Rồi, lúc này. Ngồi ngồi, không không không, ngồi đi ngồi đi ngồi đi. Rồi, lúc này có một bức tranh xuất hiện. Bà nội ơi, ngu dễ sợ, trời ơi. Cái gì? Không thấy đường vậy bay. Sao đứa nào dở hoài cứ số đi. Rồi rồi khoan. Rồi ok ok, cái số đúng không? Rồi cái số, cái số. Xích. Chưa, từ từ. Có thoại. Thì lúc này nè, đứng bên đi, cứ đứng qua một bên đi. Thì lúc này có một lão tiều phu xuất hiện. Dạng dạng là làm lão tiều phu. Rồi, lão tiều phu. Thì thường thường lão tiều phu đố cái gì? Lão tiều phu đằng sau dắt một con gì? Con heo. Liên liên liên. Ra đây, ra đây liên. Ra đây, ra đây lẻ lên. Ra đây làm lẻ đi bà nội. Rồi, lúc này nhà vua ở lùng ông quan mới đây. Em hát cho anh một bài để anh nghe chơi chơi. Thì lúc này láng láng nói đi, nói em hát cho anh em một. Em hát cho anh nghe một bài. Bà này nói ôi em đang bị khan tiếng. Em đang bị khan tiếng. Rồi ok. Rồi nhà vua mới xoay qua cái bà vợ thứ ba. Em hát cho anh nghe một bài. Cái bài vậy em hát cho anh nghe đi. Bà vợ nói thôi em bị đau cổ họng. Thôi em đau cổ họng là không hát đâu. Rồi lúc này nhà vua mới kêu bà vợ cầm hát một bài. Vậy còn mình em thôi đó, em hát cho anh nghe đi. Bà vợ cầm mới quyết định đứng lên tự tin giống như một diva. Rồi. Rồi nhà vua mới nói, đâu ông quan mới nói, ôi em hát hay quá. Ồ em hát hay quá. Rồi lúc này, lúc này cái trời ơi tao quên nhiều kịch bản. Rồi lão tiều phu xuất hiện không. Rồi dắt con heo dắt qua dắt. Rồi đi ngang gặp quan, gặp má làm đi quá. Gặp quan, chào quan. Chào quan. Quan chào, chào lão tiều phu. Chào lão tiều phu. Rồi heo heo chào lão tiều phu mà bằng chào quan mà bằng tiếng heo á nha. Chào quan. Bà nội ơi, mày làm con heo mày rồi. Ép ép mà chào đàng hoàng. Ép ép chào quan. Rồi, chào lại bằng rồi, tiếng okay. Heo cúi đầu, heo cúi đầu chào quan. Rồi bà lão tiều phu chào quan. Rồi hai đứa đi vô trong hết dài. Lẹ lên đứng lên đi lên. Rồi, lúc này ông đâu rồi, Thảo rồi. Lúc này lão Phật gia mới xuất hiện. Đội cái nón lên cho giống lão Phật gia nhanh. Trời dễ vợ rồi, đừng. Rồi, lão Phật gia mới xuất hiện. Già rồi, 80 mấy tuổi. Tám mươi mấy tuổi. Không, mày đi mò được rồi.
lão Phật gia mới bỏ nón xuống cho nó mát trời, xây qua cúi đầu chào con trai, tại con trai làm quan lớn. Con trai, con chào mẹ. Con chào mẹ. Lão Phật gia mới bước ngang hết dài. Mày bước ngang đi rồi tao chào chỉ cho. Rồi lão Phật gia đi khó khăn lắm đi thưa. Lão Phật gia mới nhớ trực lại, mình để quên cây gậy đằng sau lưng, mới vòng ngược lại. Nhưng lão Phật gia vẫn lão Phật gia mắc vệ sinh quá, quyết định không lấy cây gậy, vòng ngược lại. Rồi rồi rồi, nhưng lão Phật gia nói không có cây gậy, mở cửa toilet không được, vòng ngược lại. Rồi khúc này ngưng lại hết, bắt đầu dò số.